Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xử phạt nghiêm hành vi khai báo gian dối. Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo y tế bắt buộc. Hà Nội đủ nguồn cung thực phẩm, người dân không nên hoang mang lo lắng. Lai Châu tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau sự việc bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 nhưng che giấu hoặc không tiến hành khai báo dẫn đến trở thành người gieo rắc dịch bệnh đã gây nỗi lo cho nhiều người. Và chương trình đã ghi lại những suy nghĩ của người dân về vấn đề này. Bệnh nhân nữ 26 tuổi, cư trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, làm nghề quản lý khách sạn, sau chuyến đi châu Âu trở về nước ngày 2 tháng 3, đã bị ho và sốt, nhập viện ngày 5 tháng 3. Tại châu Âu, bệnh nhân đã từng có mặt tại vùng Lombardy của Ý, London và Paris. 18 giờ ngày 6 tháng 3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thông báo với Ban chỉ đạo chống COVID-19 của Hà Nội về kết quả xét nghiệm dương tính với virus của nữ bệnh nhân. Nhà ở của bệnh nhân này tại phố Trúc Bạch và một số nhà xung quanh đã được cách ly để phun dịch khử trùng. Người ta đã công bố như thế rồi, toàn nước cả thế giới ta làm mà cô không khai báo ngay. Cái thứ hai nữa là gia đình đáng nhẽ cũng phải thông báo rằng tôi có người từ bên Anh về thì để thông báo với chức trách khai báo luôn. Cái này là phải phạt hẳn hoi. Không biết là cô có thực chất là cô có giấu bệnh hay là như thế nào thì không biết. Chứ còn nếu mà quan điểm của tôi mà giấu bệnh để mà ảnh hưởng cho đến cộng đồng thì phải xử lý chứ không nói là đơn thuần được. Mình phải nên có một biện pháp rất là triệt để với cái cô tên Nhung này. Có thể xử phạt này hay có những cái hành vi gì đó về nghiêm khắc. Từ 6 giờ ngày 7 tháng 3, mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Để thuận tiện bên cạnh hình thức khai giấy, hành khách có thể khai báo y tế bắt buộc bằng hình thức điện tử ngay trước khi thực hiện chuyến đi đến Việt Nam. Bộ Y tế cho biết đã phối hợp với các nhà mạng Viettel, VNPT và các công ty công nghệ thông tin để nỗ lực nghiên cứu hoàn thiện quy trình và ứng dụng khai báo y tế điện tử bắt buộc đơn giản thuận tiện tại website http://sứckhoetoandan.vn/khai-y-tế. Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng bàn thảo về việc huy động cơ sở vật chất của lực lượng công an, phối hợp cùng với quân đội chuẩn bị thêm các địa điểm tổ chức cách ly tập trung, trong đó có các cơ sở cách ly cho người nước ngoài. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng thống nhất triển khai các đội cơ động quân dân y kết hợp để kiểm tra hướng dẫn việc tổ chức cách ly tại các doanh nghiệp. Mới đây, sau khi cho học sinh sinh viên đi học trở lại, ở một số địa phương đã xảy ra hiện tượng là cho cả trường nghỉ ngay sau buổi đi học đầu tiên khi phát hiện một học sinh bị sốt. Vậy các trường cần phải làm gì để tránh hiện tượng đi học rồi lại nghỉ học gây xáo trộn tâm lý của học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trong thời gian vừa qua? Ngoài tuyên truyền về cách phòng chống dịch cho sinh viên như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, thì ngay sau khi đi học trở lại, đều đặn mỗi ngày, toàn bộ sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền đều được đo thân nhiệt 2 lần. Nhờ việc giám sát chặt chẽ này mà nhà trường đã sớm phát hiện những sinh viên có thân nhiệt bất thường để tiến hành theo dõi và cách ly. Trường cũng có đợt phát khẩu trang miễn phí, đo nhiệt độ thân nhiệt cho sinh viên mỗi ngày, phát nước rửa tay miễn phí ở các cầu thang máy. Mỗi ngày một lần, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của học viện đều họp để nắm bắt tình hình sức khỏe của sinh viên. Việc kiểm soát dịch tễ, nhất là với sinh viên nước ngoài, được học viện đặc biệt chú trọng trong quá trình phòng dịch. Giám sát dịch tễ là yếu tố rất quan trọng để sớm phát hiện trường hợp cần cách ly, cũng như tránh được sự hoang mang khi có bất thường xảy ra. Theo giáo sư Lê Ngọc Thành, trưởng khoa Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, chính nhờ cách ly tốt nên Việt Nam phòng dịch hiệu quả. Để tránh việc khai báo y tế không trung thực thì quan trọng nhất là các nhà trường phải tăng cường thông tin tuyên truyền. Tôi cho là bây giờ cái chính là phải tuyên truyền rộng rãi vào để cho hiểu vào. Dứt khoát là các gia đình có cái người nhà người cửa mình ở nước ngoài về đi qua các vùng có dịch thì đương nhiên là cứ tự chủ động và xin nghỉ. Ví dụ như vậy, báo cáo nhà trường rõ ràng như vậy để nhà trường có kế hoạch dạy cho các em, hoặc là các em sinh viên cũng vậy, trung thực khi kê khai như vậy và tự học ở nhà. Cũng theo chuyên gia, việc cho toàn bộ học sinh sinh viên nghỉ khi có trường hợp bị sốt là không cần thiết. Dịch COVID-19 nguy hiểm không được chủ quan nhưng không vì thế mà hoảng loạn. Các trường cần làm tốt công tác chống dịch
đặc biệt là giám sát dịch tễ thường xuyên đối với từng học sinh, sinh viên để kịp thời nắm bắt và phân biệt được trường hợp nhiễm COVID với bệnh cúm thông thường khi có hiện tượng ốm sốt xảy ra. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, học sinh các trường trung học cơ sở được nghỉ học từ ngày 3 tháng 2 cho đến nay. Học sinh trung học phổ thông và sinh viên các trường cao đẳng đại học mới quay trở lại trường chưa lâu. Thế nhưng thay vì tìm các biện pháp ôn bài và phòng dịch, thì nhiều học sinh, sinh viên đã chọn các quán game để giết thời gian. Đối lập với cảnh vắng vẻ nơi công cộng, thì tại nhiều quán internet lại khá đông khách. Không chỉ đến chơi trong ngày, nhiều bạn trẻ còn ăn ngủ luôn tại đây, trong khi các cấp các ngành khuyến cáo hạn chế việc tập trung đông người. Các bạn nghỉ học ở nhà cũng không biết làm gì chị ạ. Mỗi quán internet thường có từ 50 đến 70 máy, có những quán đông lên đến hàng trăm máy, tương ứng với số máy là số người chơi. Mỗi ngày mỗi quán có hàng trăm lượt khách ra vào chơi game, song hầu như không ai áp dụng biện pháp phòng bệnh nào cho mình. Chúng em ấy chơi cũng như bình thường thôi nên là cũng không cần phải đeo khẩu trang hay là khử sát khuẩn gì hết. Mình không sợ bị bệnh. Dạ không ạ, vì ở đây cũng chả có dịch, chả sợ. Người chơi chủ quan không có biện pháp phòng bệnh, còn người kinh doanh những quán internet này cũng không mấy mặn mà trong việc vệ sinh sát khuẩn các khu vực trong quán. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa là phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, tuyệt đối không được chủ quan lơ là thiếu trách nhiệm, có ngay biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Các giải pháp tập trung được Thủ tướng nêu ra là tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử. Đáng chú ý là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, nhưng cũng không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. Rà soát các khoản phí, lệ phí với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, báo cáo Chính phủ chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý 1 và quý 2 năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý. Thủ tướng cũng chỉ đạo cần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu, khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh. Các giải pháp khác bao gồm xử lý vướng mắc về lao động và đẩy mạnh thông tin truyền thông với chủ đề Sống an toàn, Việt Nam an toàn, trong đó khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp sản xuất bia rượu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt thấp, dẫn đến nộp thuế tiêu thụ đặc biệt giảm. Theo Cục Thuế tỉnh, tháng 1 năm 2020, các doanh nghiệp sản xuất bia rượu, nước giải khát trên địa bàn tỉnh nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đều giảm sản lượng và nộp thuế so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, đáng chú ý là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia rượu Nước giải khát Hà Nội, nếu như tháng 1 năm 2019 nộp trên 55 tỷ đồng, thì sang tháng 1 năm nay chỉ nộp được trên 30 tỷ đồng. Năm nay thì đặc biệt lại có một cái dịch COVID-19, nên là sản lượng còn giảm hơn năm trước. Nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi đang hy vọng là khi khống chế được dịch với cái giá trị thương hiệu bia Hà Nội thì chúng tôi lại tiếp tục có cái sự phát triển. Còn Công ty Cổ phần Rượu bia Nước giải khát Aroma tháng 1 năm 2020 chỉ nộp trên 6 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 48% so với năm 2019. Do sản lượng giảm 45%, sản xuất ra không tiêu thụ được, hiện nay chỉ sản xuất cầm chừng và bắt đầu cho công nhân nghỉ việc. Hiện tại giờ với cái nhân sự của công ty thì chúng tôi đã cắt giảm đến gần 50% cho nghỉ ở nhà và hưởng một cái chế độ hỗ trợ một chút của công ty. Nhưng tuy nhiên là việc đấy chỉ là cái gọi là tức thời, hiện tại tạm thời thôi. Còn cái thêm nữa thì chắc chắn là trong thời gian tới nó còn khó khăn nữa và tôi cũng đang không biết là có kế hoạch làm sao cho người lao động như vậy. Trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp sản xuất bia rượu. Trong tháng 1 năm 2020, các doanh nghiệp này nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trên 37 tỷ đồng, bằng 55% so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân của tình trạng này là từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, sản lượng tiêu thụ bia sẽ giảm đáng kể so với năm ngoái. Cùng với sự lây lan của dịch COVID-19, người tiêu dùng sẽ dành ít thời gian hơn ở chỗ công cộng và tụ tập. Điều này cũng gây bất lợi cho các doanh nghiệp sản xuất bia rượu. Được biết, năm 2019, các doanh nghiệp này đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 10% tổng thu ngân sách của tỉnh. Trước những thách thức lớn như vậy, để đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như thu hút nhiều khách hàng, rõ ràng các doanh nghiệp này cần có sự chuẩn bị thay đổi chiến lược kinh doanh trong thời gian tới. Trước tình hình người dân đi mua thực phẩm sau khi có thông tin ca nhiễm mới COVID-19 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phát thông tin trấn an người dân không nên hoang mang, tránh tích trữ hàng hóa do nguồn cung vẫn đảm bảo. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, lượng hàng bán ra ở các siêu thị, trung tâm tiện ích tăng khoảng 4-50%. Sở đã yêu cầu các đơn vị không được tăng giá, găm hàng, đồng thời giao quản lý thị trường giám sát kiểm tra. Sở Công Thương nhận định hiện tượng thiếu hàng chỉ là cục bộ. Sở khẳng định không thiếu hàng, các mặt hàng thiết yếu sẽ được cung cấp đầy đủ. Người dân bình tĩnh không nên mua sắm quá nhiều, đồng thời đề nghị các siêu thị thông tin cho người dân biết việc có đủ hàng hóa cung cấp. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc xếp hàng đông mua sắm ở các khu siêu thị nếu không thực hiện tốt các biện pháp an toàn, đôi khi lại dễ lây nhiễm. Không cần phải đi mua tích trữ gì trong lúc này cả, Hà Nội đủ tiềm lực để có thể đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Trước diễn biến bất thường của COVID-19, thì ngoài Trung Quốc, một số nước như là Hàn Quốc, Iran, Italy, số ca lây nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. Đối với tỉnh Lai Châu, do có đường biên giới giáp với Trung Quốc lớn nên có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Việc cần làm hiện nay là cần phải quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng chống, ngăn chặn, không cho dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và lây nhiễm tại địa bàn. Những ngày này, tại các địa phương trong toàn tỉnh, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được triển khai một cách tích cực. Người dân nâng cao ý thức đeo khẩu trang, các cơ quan chuyên môn tập trung tiêu độc khử trùng trên diện rộng, trường học được vệ sinh thường xuyên. Đặc biệt, việc quản lý giám sát người lao động ra vào địa bàn cũng được chính quyền các cấp triển khai thực hiện một cách chặt chẽ. Cũng đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan đến công tác tuyên truyền vận động như là các đài truyền thanh truyền hình, phòng văn hóa thông tin và đặc biệt là các mặt trận tổ quốc các đoàn thể để tuyên truyền đến nhân dân nắm bắt được về cái mức độ nguy hiểm của dịch và cái phương pháp phòng chống dịch và cũng tránh để người dân hoang mang trong cái liên quan đến cái tính nguy hiểm của dịch. Trong thời gian tới đây thì huyện cũng sẽ tiếp tục là quán triệt tới toàn thể các cấp các ngành là xác định về cái mức nguy hại của bệnh dịch và có cái trách nhiệm thế rồi có cái tinh thần chuẩn bị cao nhất. Do triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, cho đến nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu chưa ghi nhận trường hợp nào bị xác định nhiễm COVID-19. Tuy nhiên qua rà soát, toàn tỉnh phát hiện tổng số 39 trường hợp nghi nhiễm bệnh. Trong đó có 32 trường hợp đã đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách nghi ngờ, 7 trường hợp còn lại đang được cách ly tiếp tục theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 3 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh với quy mô 290 người và một khu cách ly tập trung của thành phố Lai Châu với quy mô 30 người. Bây giờ cứ xảy ra ở huyện nào, thành phố nào, ở huyện, thành phố, ở xã nào mà xảy ra lây nhiễm đầu tiên là người ở lãnh đạo cao nhất, đó là trưởng ban chỉ đạo phải chịu trách nhiệm. Thực tế cho thấy Lai Châu có địa bàn rộng, có nhiều xã bản giáp biên giới và đặc biệt số người đi lao động tại Trung Quốc lớn gây khó khăn trong công tác kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ quy định về phòng chống dịch, nhất là không chủ quan với dịch. Liên quan tới việc công trình xây dựng trái phép gây bức xúc dư luận trên đèo Mã Pì Lèng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mời các chuyên gia, các nhà khoa học, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, địa chất, địa mạo, tổ chức hội nghị tư vấn vào trung tuần tháng 3 này nhằm đưa ra các phương án lựa chọn phù hợp. Trước đó, ngày 4 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, bà Hà Thị Minh Hạnh đã ký công văn số 563 về việc đôn đốc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư dự án liên quan đến công trình xây dựng Panorama Mã Pì Lèng cũng như dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Lũng Cú và dự án thang máy ngắm cảnh tham quan di tích Đồn Cao, huyện Đồng Văn. Chúng tôi cũng đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là sẽ mời các cái chuyên gia, các cái nhà khoa học, đặc biệt là các cái chuyên gia về lĩnh vực di sản
văn hóa, rồi là di sản địa chất địa mạo, sẽ cố gắng là tổ chức cái hội nghị tư vấn vào trung tuần tháng 3. Trước đó, văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi rõ, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp theo hướng, cải tạo chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang. Từ đầu năm tới nay, tỉnh Lào Cai cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án với tổng mức đầu tư là 907 tỷ đồng. Các dự án này chủ yếu là từ dự án đầu tư trong nước. Như vậy, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Lào Cai thu hút được trên 150 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt trên 26.000 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 540 triệu đô la. Hiệu quả của công tác thu hút đầu tư đã và đang góp phần quan trọng trong kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai trong nhiều năm qua và những năm tiếp theo. Thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tạo cơ chế chính sách thuận lợi hỗ trợ nhà đầu tư như ưu đãi về đất đai, tiền thuê đất, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng về khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai mở rộng, các khu công nghiệp, khu đô thị, về giao thông kết nối, cảng hàng không Sapa, đường sắt tốc độ cao khổ 1.435 mm Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đường nối cao tốc Lào Cai-Hà Nội với Sapa, cầu đường bộ Bản Vược-Bá Sái, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường. Trước tác động của dịch bệnh COVID-19, du lịch là một trong những ngành ảnh hưởng nặng nề khi lượng du khách đến Quảng Ninh đã sụt giảm đáng kể. Để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, thì ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng các chương trình kích cầu thu hút khách du lịch, qua đó truyền tải mạnh mẽ thông điệp về Quảng Ninh là điểm đến an toàn và hấp dẫn trong và ngoài nước. Ngay từ giữa tháng 2, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình kích cầu du lịch. Giảm 50% giá vé cáp treo, còn 100.000 đồng một lượt một chiều và 200.000 đồng một lượt khứ hồi, áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6. Công ty cũng đang tích cực xây dựng các dịch vụ trải nghiệm mới hướng đến nhóm khách gia đình. Nhờ đó, lượng khách du lịch đến với Yên Tử đang có xu hướng tăng trở lại. Còn tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, trong đó có khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh, cùng với tập trung quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn hướng đến nhóm khách nghỉ dưỡng gia đình, khách sạn đã liên kết với các hãng hàng không, đơn vị lữ hành, đẩy mạnh khai thác các đoàn khách hội nghị, hội thảo nội địa. Chúng tôi cũng sẽ đang hướng đến cái vấn đề là xây dựng những cái chương trình ẩm thực riêng đặc sắc, mang tính vùng miền đặc trưng hơn, từ ngay ở vùng miền của ở Hạ Long, cũng như là cái Mường Thanh có một cái riêng, đó là cái khu vực ẩm thực Tây Bắc, thì chúng tôi cũng đang cố gắng để xây dựng một cái sản phẩm riêng đặc trưng đó để tạo ra những cái sản phẩm combo chọn gói, cái bách dịch vụ chọn gói cho du khách để có du khách trải nghiệm nhiều hơn cái sự độc đáo khi mà đến với Quảng Ninh và đến với Hạ Long. Để thu hút khách du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19, ngay trong tháng 3 này, Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông du lịch Quảng Ninh an toàn. Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cũng đang tích cực nghiên cứu, xây dựng các gói kích cầu chung trong toàn tỉnh, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách. Sự đóng góp của một vài doanh nghiệp thì nó sẽ không tạo ra một cái hiệu ứng mạnh, mà đòi hỏi là tất cả các doanh nghiệp đều phải cùng chung tay góp sức thì chúng ta mới đưa ra được những cái gói sản phẩm cũng như là các gói kích cầu nó đủ mạnh để làm sao có thể thu hút khách du lịch đến với Quảng Ninh. Chậm nhất là vào ngày thứ hai, tức ngày 9 tháng 3 thì là tất cả các chi hội cũng như là tất cả các doanh nghiệp là sẽ gửi cái đăng ký về cái việc tham gia kích cầu và cũng như là cái cam kết về đảm bảo cái chất lượng dịch vụ, và trên cơ sở đó thì Sở Du lịch sẽ báo cáo Ủy ban tỉnh và sẽ công bố rộng rãi. Để kích cầu du lịch hiệu quả, yếu tố quan trọng là sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, điểm đến và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cùng nhau cam kết giữ vững chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho du khách, để Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.